Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng Là đường để con hàng mưa Lầu tế thua Giêsu Christos Ngợi Khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Trọng Thiên. Xin kính chào quý ông bà anh chị em và kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày thứ tư tuần thứ 13 mùa thường niên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia và đến miền Gadara thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mã ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao khi ấy ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn bọn quỷ nài xin người rằng nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia người bảo đi đi chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bây giờ cả thành ra đón Đức giê -xu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Câu chuyện trừ quỷ được thuật lại trong bài Tin mừng hôm nay là đoạn nối tiếp với câu chuyện Đức Giêsu truyền lệnh làm cho bão tố yên lặng. Trong Kinh Thánh, hình ảnh biển cả là tượng trưng cho vương quốc của sự dữ hay của ma quỷ. Khi các tông đồ chèo thuyền qua biển hồ Galilee vào ban đêm, sóng biển nổi lên làm trong tranh thuyền đến nỗi thuyền sắp lật lúc đó đức giê xu vẫn nằm ngủ đầu thuyền bình yên như không có chuyện gì xảy ra các tông đồ sợ hãi vội vàng đánh thức ngài dậy xin cầu cứu ngài đã truyền cho sóng yên biển lặng và của trách các tông đồ là những người kém tin. Sự kiện tin mừng này cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu có quyền trên vương quốc của ma quỷ. Khi đến gần, khi đến miền Gadara, Đức Giêsu gặp hai người bị quỷ ám. Quỷ biết là ngài là ai và sứ vụ của ngài là gì, khi chúng kêu lên rằng hỡi con thiên chúa chuyện chúng tôi can gì đến ông chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao quỷ biết là ngài sẽ trục xuất chúng ra nên chúng xin phép ngài cho chúng được nhập vào đàn heo gần đấy chúng ta biết rằng đối với người do thái Heo là một loài động vật ô uế dơ bẩn. Do đó, tin mừng cho chúng ta thấy rằng thần ô uế và ma quỷ xin Chúa Giêsu cho chúng về nơi ở của chúng bằng cách nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Một lần nữa, tin mừng cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu có quyền trên thần ô uế và quỷ dữ. Nhiều lần trong Phúc âm chúng ta nghe về việc Đức Giêsu -xu trục xuất thần ô uế và quỷ ra khỏi con người, hoặc ngài chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng, và ngay cả làm cho người chết sống lại. Đấy là những dấu chỉ của việc Đức Giêsu đến thiết lập nước trời trên trần gian cho nhân loại ngài đến để mang ơn chữa lành và khôi phục nhân phẩm cũng như giá trị cuộc sống cho con người giúp họ sống an vui và hạnh phúc nhiều lúc trong cuộc sống khi chúng ta gặp những khó khăn trong công ăn việc làm hay ốm đau bệnh tật thay vì cầu nguyện hay tìm thầy chạy thuốc thì chúng ta đi xem bói toán cúng kiến cậy nhờ vào một thế lực thần linh nào đó làm như thế là chúng ta mở cửa tâm hồn mời ma quỷ vào sống chung với chúng ta hay tệ hại hơn nữa là làm chủ cuộc đời của chúng ta và như thế chúng ta sẽ đau khổ Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng có quyền trên sự dữ và ma quỷ. Chúng ta được mời gọi đến gặp Đức Giêsu hôm nay qua thánh lễ mỗi ngày hay cuối tuần, nhờ lắng nghe lời Chúa dạy và tham dự vào bí tích Thánh Thể chúng ta sẽ nhận được ơn thánh cần thiết, giúp chúng ta sống tín thác vào tình thương và sự quan phòng tuyệt hảo của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết sống tín thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa biết tạ ơn Chúa khi cuộc sống an vui hạnh phúc. Biết tìm đến Chúa khi chúng con gặp khó khăn hoạn nạn và biết cậy trông vào Chúa khi chúng con gặp thất bại hay đau khổ. Xin cho tâm hồn chúng con luôn biết hướng về Chúa vì Chúa là cùng đích và gia nghiệp của cuộc đời chúng con chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà, anh chị em. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến trọng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới lâu để thua jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô